Đồ Gỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 năm 2015 và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế gỗ hương Trọn Vân, gỗ hương Vân xưa gồm có 10 thứ. Còn riêng hai cái lộc bình bày vào là để trang trí thêm. Tất nhiên là quý khách cũng có thể là lấy kèm, nhưng mà cái bộ này nó chỉ gói gọn trong 10 thứ thôi. Và khi nhắc đến bộ này thì đề nghị quý khách cứ nhắc đến là bộ mã số HS0715. HS là gỗ hương Vân xưa và 0715 là hoàn thành vào tháng 7 năm 15. Bởi vì là chỉ cần nhắc 0715 là tôi đã biết cái thời điểm nào. Báo cáo với toàn thể quý vị là cái từ khi làm nghề đến giờ thì cái gỗ hương Vân xưa này chúng tôi mới làm được bộ này, đến bộ này là bộ thứ 5. Và 4 bộ trước khi đăng lên thì quý khách gần xa, thậm chí là trong Nam đã lập tức đăng ký ngay. Cho đến giờ phút này thì là chỉ còn duy nhất một bộ này. Tại sao nó lại tiêu thụ nhanh thế? Bởi vì là cái gỗ hương thì không mấy khi chọn lựa được cái vân đẹp như thế này. Cho nên là với những cái hàng đặc biệt đặc chủng thì đã nhiều khách hàng đã để ý từ lâu. Và những lần trước thì chưa kịp đăng ký thì đã lên đường rồi. Cho nên là những cái bộ mới ra sau này thì thường là khi đăng lên thì sẽ được tiêu thụ rất là nhanh. Thế thì báo cáo quý khách là cái này gồm 10 thứ. Chúng ta trở lại đếm lại. 10 thứ gồm có một ghế dài 4 ghế đơn là 5. Đây 1, 2, bên này 2 chiếc là 4, 5. 1 chiếc bàn lớn là 6, 2 đôn trà là 8 và 2 đôn ngồi là 10. Nếu tính cả 2 chiếc lọ lục bình bằng gỗ hương này thì là 12. Nhưng mà ở đây chỉ gói gọn là 10, còn lục bình là tính bên ngoài riêng. Đi vào chi tiết thì trung tâm của cả bộ bàn ghế là chiếc bàn. Đây xin thưa quý vị đây. Với những cái bàn như thế này thì xét về vân gỗ thì không cần gì phải thuyết minh thêm, bởi vì cái vẻ đẹp của nó là vượt qua khỏi cái khuôn khổ thông thường. Với những cái dòng vân vằn vệ khi đang quay cái mặt bàn này thì tôi có nhớ một cái chuyến đi du lịch miền Trung với gói di sản miền Trung. Chúng tôi đi đến cái khu vực làm đá ở núi Non Nước thì có một số loại đá đạt được cái vân gỗ tương tự, đạt được cái vân như này nhưng mà nó là màu xanh. Còn đây là gỗ hương Vân xưa. Chỉ có những cây gỗ xưa, những cây gỗ xưa Bắc giá trị nhất mới có cái vân gân tím như thế này. Và chúng tôi dự kiến là cái bộ này thì những cái bộ đặc sắc này cứ tạm thời để mộc đã. Khi nào có khách đăng ký thì sơn sau. Và tôi nhớ rằng trong 4 bộ này thì bộ đầu tiên là một bác ở khu vực Trúc Sơn là đã lấy mộc về dùng. Thế còn các cái bộ sau thì tôi nhớ là một bộ là đi, có bộ đi Điện Biên, một bộ đi vào trong Vũng Tàu, và gần đây nhất là có hai bác ở phố Hai Bà Trưng đã về lấy một bộ 6 thứ. Và đến đây là bộ thứ 5. Bởi vì cái hàng này sản xuất không được nhiều cho nên bán đi đâu cho ai như nào là tôi nhớ từng bộ một. Alo. Anh ấy bộ đấy, anh lấy mộc hay lấy thành phẩm hả anh? Vâng, mộc của nó là 70 triệu, thành phẩm là 75 ạ. Vâng, cái bộ đấy sơn PU anh ạ, bộ ấy đang còn đấy ạ. Vâng, hàng thì cực chuẩn luôn, vân đẹp. Vâng, anh có về xem trực tiếp thì hôm nào anh mới chỉ về anh nhé.
thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội ạ. Vâng, thưa anh nhé. Trong khi đang quay thì có một khách hàng đã hỏi về một cái bộ bàn ghế khác. Ở lúc nãy là tôi có quay chi tiết chiếc ghế đầu tiên, chiếc ghế thứ nhất, tôi xin đưa lại. Thì với cái các sắc vân tím và với cái càng quay gần, càng nhìn gần thì càng thấy những cái vẻ đẹp đặc biệt. Cái phần chỗ này nó là ở dưới gốc, cho nó có cái như là gỗ nu. Rồi xuống dưới bàn tay đây và mặt đây. Theo cái đồ tràng. Đây là chiếc ghế thứ hai. Vì cái tư vấn tiếp tục quan sát, tôi đang có điện thoại. Ơi gì em? À ừ, được rồi. Được rồi. Ừ. Tôi đẹp không anh? Ghế vô hương vân xưa. Bộ này bây giờ bán bao nhiêu anh? Giá như bộ này là 85 triệu. Sơn chưa? 10 thứ. Trước đây đôi lọ. Đôi lọ 10 triệu. 10 sao? Đấy 10 thứ đấy. Nếu không chọn vân thì có khi nó chỉ nửa tiền. Còn đây chọn đặc biệt, chọn từng đẹp. Thanh một. Anh nhìn này. Kinh khủng. Trong khi đang quay phim là có hai bác đi qua đường thấy đẹp quá phải dừng lại xem. Bác gửi Hà Nam lên phải không ạ? Đúng rồi, sao biết? Thì biển số 18 D1 kia. Vâng. Một bác ở Hà Nam đi chơi qua nhưng mà thấy nó đặc biệt quá phải dừng lại để ngắm. Dạ vâng. Xem trên mạng. Vâng. Đúng giá bao nhiêu anh? Nói giá thế đấy anh. 80. 85 triệu. Đôi lọ thì 95. Không còn từ gì để tả cho nó hết về cái vân này. Tiếp tục cái mẫu này được không? Được. Đó rồi. Tôi cũng là thợ mà, nhưng mà cái là vẫn cứ lấy cái thải vẫn lấy được cả. Thợ thì càng phải lấy. Phải lấy chứ. Bây giờ mình có lấy cái gì mình làm được đâu. Không biết cả. Đấy, mình làm đây, đây. Mình làm cái việc khác. Một khi chưa. Chỗ nào thì ấy, ơi. Lấy bán hết rồi. Rồi, tôi phát cả cha cả bố tùy nhé. Thực ra cái bộ ghế này vân nó quá đẹp và chúng tôi đã thuyết minh mấy lần ở những clip trước rồi. Cho nên cái này chúng tôi cũng không thuyết minh lại nữa. Chỉ biết rằng là những cái vân này không còn cái từ gì để tả cả. Và có thể nói quý vị khi sở hữu bộ ghế này thì sẽ ngắm không bao giờ chán. Ví dụ hôm ngày hôm nay chúng ta sẽ ưu tiên ngắm vào một chiếc ghế này. Chúng ta với những cái cây gỗ nó mọc đến hàng trăm năm và với những điều kiện địa lý và thời tiết
đặc biệt nó mới sinh ra được những cái vần gỗ khác biệt như thế này. Thì cũng không nên ngắm nghía vội vàng quá làm gì. Mỗi ngày chúng ta tập trung vào ngắm tạm một chiếc ghế để xem là cái sự kỳ diệu của thiên nhiên nó diễn ra như thế nào. Tại sao lại cái phần vân gỗ nó lại lạ đến thế này? Chứ còn tất cả những cái phần khác như là đục chạm hay là chữ thọ hay là các cái quả đào hoặc sắc những cái đó nghiễm nhiên là làm đẹp rồi. Lại trở lại nữa, vừa nãy tôi giới thiệu bộ 10 thứ rồi, nhưng mà trong cái đợt này á, thì có cái cây gỗ vừa vặn để làm được một đôi lộc bình. Như quý vị thấy đây, đôi lộc bình hiện nay vẫn để trơn, vẫn để trần mộc, của cái vân cũng kinh khủng luôn. Nói vui là không còn từ gì để nói về cái vẻ đẹp của vân gỗ ở những cái bộ này. Và chính rằng clip này sẽ phải được quay với một cái thời lượng tương xứng, có thể là nửa tiếng thì mới đi tỉ mỉ hết từng cái chi tiết được. Nhưng mà dù sao thì ở đây cũng chỉ giới thiệu, quay mãi thì nó cũng vẫn cứ vẻ đẹp, nó lặp đi lặp lại. Chỗ nào nó cũng đẹp, không biết nói cái gì nữa. Thực tế là thợ mộc thì cũng hết lời để nói về cái bộ này rồi, không biết gọi là cái dạng vân gì nữa. Nhìn xa, nhìn gần, nhìn dọc, nhìn ngang, từng thanh một. Tôi chỉ xin lưu ý quý vị là khi mà với những cái bàn nó quá đẹp như này thì xin quý vị khi về đặt cái kính lên rồi là để không thôi, và đặt những cái bộ ấm chén nó vừa vừa thôi. Bởi vì có gia đình là đặt những bộ ấm chén và những cái đĩa quá to và nó che lấp hết tất cả các cái vân gỗ này. Quả là hơi tiếc, hơi phí cái vẻ đẹp của nó, quá long lanh. Và điều kỵ nhất là một số bà nội trợ lại phấn khởi để mua một cái đăng ten đặt vào giữa bàn, thế là che lấp hết tất cả cái sự huyền diệu mấy trăm năm của cái cây gỗ này. Rồi tôi mới quay ở phía các cái phần mặt tiền. Bây giờ trước khi tạm dừng cái clip này, tôi sẽ quay ở phía sau một lượt để quý khách quan sát. Và trong khi chờ đợi để quay phía sau, tôi xin giới thiệu là bộ ghế này hôm nay đang được quay ngày mùng 7 tháng 7 năm 2015 và quay phía trước cửa hàng 6 tầng của đồ gỗ Đức Hiền. Đây là khu A và bên kia đường là khu B. Tổng cộng hai khu của chúng tôi khoảng 2000 m². Trân trọng mời quý vị bớt chút thời gian về thăm. Chúng tôi là ở phía Nam Hà Nội, từ ga Văn Điển về đến Phú Xuyên là 24 cây, và rẽ phải qua đường tàu 4 km về hướng Tân Dân là đến đồ gỗ Đức Hiền. Quý vị hỏi từ phía ngoài Phú Xuyên thì có lẽ là các bác ở ngoài đấy cũng biết và sẽ giới thiệu vào. Bây giờ tôi quay ở phía sau bộ ghế. Phía sau bộ ghế cũng vẫn đảm bảo là vân đẹp như vậy, kể cả bên sườn của các cái ghế. Đây, có thể là đây là đằng sau vách, và đây là cái hậu của một chiếc ghế. Khi chúng tôi giới thiệu cái vẻ đẹp đặc sắc của những cái bộ này thì đôi khi cũng nhận được những cái cú điện thoại của các bác mà đã mua trước. Thì thực tế thì cái cây gỗ là từ thiên nhiên, và sự lựa chọn thì đối với chúng tôi là người đứng ra tổ chức sản xuất là chỉ biết rằng lựa chọn những cái thanh đẹp nhất để đưa vào bộ đặc sắc nhất. Còn thì nó đẹp được đến mức độ nào thì thực tế là phụ thuộc hoàn toàn vào sự tự nhiên. Cái này nói vui là tùy duyên, cái duyên ai đến đâu là được đến đó. Và khi cho nên tại sao chúng tôi có những trường hợp nhận đặt hàng ở những cái bộ đặc biệt này ấy, là chúng tôi đã phải nhận với cái thể thức là quý khách ưng thì lấy, không ưng chúng tôi sẽ trả lại tiền, chứ không thể nói được là nó đạt đến cái cỡ nào, bởi vì hoàn toàn là tùy duyên. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để tìm những cái cây gỗ vân đẹp nhất như thế này, còn thì
không phải lúc nào nó cũng đạt được như thế này. Đấy là cái này xin báo cáo trước quý vị. Bởi vì đôi khi là những cái bộ đặc sắc này tôi nghĩ rằng chỉ thời gian rất là ngắn thôi sẽ có người về đăng ký ngay. Và tiếp theo đó là khi nào có điều kiện mà chọn lựa đủ gỗ là chúng tôi sẽ lại tiếp tục sản xuất. Nhưng mà có sản xuất được tiếp hay không và có được đạt được như thế này hay không thì cũng không dám hứa trước. Cho nên hôm vừa rồi một khách hàng ở Hà Nội mà mua giúp cho người nhà trong Vũng Tàu và nói rằng là thực tế nó là tùy duyên và gặp được mà ưng được là phải quyết luôn, tránh tình trạng sau này lưỡng lự rồi đến lúc này không gặp được cái thứ mà như ý. Và clip cũng đã dài, chúng tôi cảm ơn quý khách đã quan tâm và một lần nữa xin nhắc lại là quý khách bớt chút thời gian truy cập vào. Anh ơi, cho em hỏi bộ ghế nâng đi để về không? Anh đợi một chút. Anh đợi chút. Đồ gỗ Đức Hiền .com và gọi điện thoại trực tiếp đến kỹ sư Đức 0984 666 999. Và đồ gỗ Đức Hiền đang có khách đang hỏi về giá của bộ ghế Louis này. Chúng tôi xin tạm dừng clip này để trả lời cho khách. Anh cứ xem đi. Em nhìn em biết. Nhìn là biết rồi.